Mới đây tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải, Chủ tịch Hội đồng thi tuyển công chức Bộ Công Thương năm 2018 đã trao quyết định tuyển dụng cho 69 tân công chức sẽ làm việc tại 18 đơn vị thuộc Bộ. Tại lễ công bố, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cho biết, kỳ thi tuyển công chức năm 2018 của Bộ Công Thương dự kiến sẽ tuyển 79 công chức vào 35 vị trí của 19 đơn vị thuộc Bộ. Tuy nhiên, trải qua kỳ thi tuyển, chỉ có 69 thí sinh trúng tuyển tại 18 đơn vị. Đây là một kỳ thi nghiêm túc, chặt chẽ, công khai, minh bạch. Thứ trưởng nhấn mạnh là một công chức, trước hết phải có trách nhiệm thực hiện đúng luật công chức. Thứ trưởng đề nghị 69 tân công chức cần tham gia học lớp công chức mới để hiểu biết cụ thể, kỹ lưỡng về quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của chính mình trong vai trò công chức nhà nước, sớm chứng minh được năng lực và nhiều đóng góp xây dựng ngành công thương ngày càng phát triển hơn nữa.